là một xã nghèo nhưng xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, trong 6 tháng cuối năm 2015 đã có 11 nhà văn hóa được cải tạo, 3 nhà văn hóa được xây mới. Toàn bộ các hạng mục phục vụ mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở xã được gấp rút hoàn thành. Cái nào cái đấy đều hoành tráng, to đẹp. Tuấn Đạo nhờ đấy được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong sự hân hoan của người dân. Đường ngang hoa thì bây giờ làm được cái là xưa đường sơn cá tầng trước thì là chúng làm được cả. Cái đường ở trong rừng ấy đáng đi đường đất chứ không có đường. Thế nhưng bây giờ người ta cũng đang làm cả đấy rồi. Trong vòng bán kính hơn 500 mét, xung quanh khu vực Ủy ban Nhân dân xã Tuấn Đạo có 3 nhà văn hóa, một tháng mở cửa vài lần, phục vụ các cuộc hội họp của người dân các thôn. Cạnh đấy là sân vận động của xã, sức chứa vài trăm chỗ ngồi, cả năm sử dụng gần như duy nhất một lần vào dịp Tết. Một hội trường Ủy ban Nhân dân của xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc của tỉnh Nghệ An cũng trong tình trạng tương tự. Bỏ ra 6 tỷ đồng để xây chỗ chứa vài trăm khách, nhưng hội trường này chỉ có vài cuộc họp trong năm. Cho dù nó được xem như là một công trình mang tính biểu tượng khi Nghi Thái đón nông thôn mới vào cuối năm 2014. Mới xây họp chúng của mấy năm, hội trường cũng tương đối khang trang rộng lớn, cũng sức chứa rất nhiều. Nhưng cũng xây một cái hội trường mới đây, tôi cảm thấy nó là chỉ có một năm vài ba cuộc họp, quá lãng phí. Khi lúc đó thì làm sao mà chúng tôi có thể nói được. Mà kể cả chúng tôi bây giờ chỉ có xây dựng theo ý kiến. Đưa ra hỏi thảo luận mà thôi. Anh nào dám mạnh để đứng dậy phản đối. Còn đứa nữa thì cứ ngồi xong mà nghe rồi nhắm mắt mà ngủ rồi làm sao. Vào xã Nghi Thái, người ta chỉ thấy cổng. Cổng xã, cổng làng và cổng trường. Cổng rẻ xây cũng 40 triệu. Cổng đắt nhất như cổng trường xây mất 80 triệu đồng. Bệnh thành tích của các cái địa phương mà xây dựng phong trào nông thôn mới. Và cái bệnh thành tích này đấy, nó nảy sinh là cũng chính vì cái cách thức mà chúng ta tổ chức việc giao chỉ tiêu định hướng từ trên trong một cái thời gian nhất định phải hoàn thành một cái số lượng các cái xã đạt nông thôn mới nhất định ở các cái địa phương này hoặc địa phương kia thì làm cái sức ép rất là nặng nề cho cán bộ địa phương. Tiền dành xây hội trường hoành tráng nhưng trong một năm chỉ hội họp vài lần, trong khi hệ thống kênh mương nội đồng thì làm nửa vời vì thiếu vốn. Đã 2 năm nay, hệ thống kênh mương tưới tiêu của xã Nghi Thái để không cho cỏ mọc và chứa rác thải như thế này. Xây dựng kiên cố phần ngọn, tức là phần hệ thống mương dẫn nước, nhưng đến phần gốc, đó là máy bơm và hệ thống điện dẫn tới sông để bơm nước vào mương thì lại hết vốn. Hơn 13 tỷ đồng, nay xã chỉ mới đáp ứng được hơn 5 tỷ cho đơn vị thi công. Vậy là công trình cứ chờ vốn, còn nhà nông thì khát nước. Đối với mà đồng tiền của nhân dân để mà làm đó, thay vì có thể là sử dụng cái nguồn vốn đó khoảng một nửa thôi để mình nâng cấp chẳng hạn, mình còn 3-4 tỷ nữa mình xây dựng các hệ thống kênh mương, hệ thống tưới tiêu, chống úng để phục vụ nhu cầu sản xuất và đầu tư vào các cái vấn đề dân sinh kinh tế. Vụ lúa nhà ông Nguyễn Trung Minh, xã Nghi Thái năm nay đã thất bại hoàn toàn. Số hạt lúa còn lại có thể thu hoạch cũng chỉ phục vụ chăn nuôi. Dạ, từ khi làm cái nông thôn mới đến bây giờ thì nói chung người dân rất bức xúc là vì cái đồng ruộng tưới tiêu cánh đồng đông đông này không tưới được. Thứ hai nữa là cánh đồng đồng thừa trên này mấy chục mẫu đất trên này là bị ứ đọng nước không biết thảo ở đâu. Là lúa thì đến mùa tháng 5 nếu mà mưa lụt thì ngập. Nhưng mùa tháng 10 vào đây thì dân phải ngập từng lúa, như lúa tôi mới gặt cái sàng lên mông cả toàn bộ, nước ngập đến ngang bông, không biết thảo ở đâu. Mấy năm nay là dân cứ bức xúc, khi nào đi họp cùng kêu van là làm sao cái cánh đồng thừa để đã thông thủy là xa cũng nói cây này chúng tôi cũng biết với lại ở trên thì làm như thế thì không biết thế nào. Ở xã Nghi Thái,
người ta còn thấy chợ mới xây của dự án nước ngoài tài trợ, bỏ không cả năm nay, trong khi người kinh doanh phải phơi sương phơi nắng để chờ sự đồng ý của chính quyền xã cho được vào sử dụng. Chính quyền xã còn đang nghĩ cách để quản lý chợ này như thế nào, mà mấu chốt là thu phí của hộ kinh doanh ra sao. Trong khi đó, ở xã nông thôn mới Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, cái chợ một tháng họp có 2 lần được duyệt cải tạo, nâng cấp với tổng số tiền 1 tỷ 254 triệu đồng. Tiếng là chợ được nâng cấp cho người dân có chỗ họp chợ khang trang hơn. Nhưng sau thời gian, chỉ thấy 2 cái trụ cổng, các hạng mục khác xin đầu tư lại không thi công. Câu hỏi đặt ra là có hay không sự thất thoát, tiêu cực khi xây dựng chợ theo chương trình nông thôn mới ở xã Tuấn Đạo. Vậy là người ta dễ dàng nhận thấy một xã hội thu nhỏ ở nông thôn mới, chính quyền có quá nhiều quyền khiến dân nghèo khổ vì thành tích. Người ta thấy có cả lỗ hổng lãng phí, tiêu cực trong xây dựng nông thôn mới mà chưa thấy được chính quyền vì dân.